Tối qua tôi có ngủ lại tại nhà ông Đoàn Văn Bản, Tân Yên, Bắc Giang. Sáng ngày ra tôi lại quan sát những không gian nhà ông. Tôi thấy có những cái nét rất là độc đáo. Tôi ghi hình gửi đến các bạn. Ngay cổng ra vào, phía trong khuôn viên của gia đình ông có một cái quả chuông, nhưng cái chuông này không phải là chuông bình thường, nó là một trái bom. Rất cầu kỳ, ông làm những cái móc khỏe và chắc chắn để treo cái trái bom lên như này. Tôi nhớ là những cái năm cách đây khoảng 40 năm ở làng tôi thì cũng có những cái quả chuông như thế này để nhằm báo hiệu, làm cái cảnh của các tổ đội sản xuất của thôn xóm. Mỗi khi có những cái sự kiện gì, ví dụ như triệu tập họp hành, nhưng đây ông treo ở gia đình ông. Và tôi được biết hai chữ Nho là hai chữ Mậu Thân. Mậu Thân tức là 1968 à? Chắc là ông có cái kỷ niệm gì của cái năm Mậu Thân 1968? Hả? À, tức là kỷ niệm là cái năm máy bay Mỹ đem bom ra đánh phá Hà Nội. Thì tôi tưởng là quả bom này do Mỹ nó thả xuống năm 1968. Lấy cái mốc đấy và... Và ông Đoàn Văn Bản còn giới thiệu tiếp với tôi là còn một quả bom nữa. Nhưng mà đây là không phải quả bom của Mỹ mà là quả bom của Pháp. Với quả bom này thì ông treo trên một cây xanh giáng trực. Chúng ta đang quan sát cái cây xanh giáng trực nơi treo cái quả bom ở cái vị trí ngang với cái tay hoành của cây xanh đưa ra. Quả bom này kích thước nhỏ hơn. Gia đình ông cũng có một non bộ cảnh, trên đó là ông trang trí những tượng của Liên Anh, Liên Chị. Vâng, một cái hình ảnh rất đẹp và biểu tượng của những điệu hát, những làn điệu quan họ của vùng Kinh Bắc.
chúng ta cũng không thể bỏ qua một gốc gạo. Tôi được biết ông bản có nói là mùa hè thì cây gạo này đã ra rất nhiều hoa. Và đây là một cây xanh ôm đá. Vâng, một cây tùng La Hán giáng long. Và nói không gian nhà ông bạn rất là đẹp. Các cụ có câu là nhà ngói cây mít. Thì đúng là đây là căn nhà gỗ ba gian. Kiểu cổ và một cây mít rất lớn. Dưới đó gốc cây lại có hai chum rượu. Mà lấy rượu ra uống là dùng cái gáo dừa này để múc. Quá là tuyệt vời, vừa ôn hòa không khí bóng mát, vừa có trái để ăn. Đúng là không gian lý tưởng.